Để thầy chỉ cho cái sai. Bởi vì cái giai đoạn mà con tu để quán thân bất tịnh, để mà đến cái giai đoạn mà tác ý bất tịnh của cái thân rồi nương vào hơi thở, thì nó có nhiều cái giai đoạn tu trong đó, chứ không phải là một cái giai đoạn. Mà con bỏ cái giai đoạn đầu của con tu, bắt đầu bây giờ con mới tập. Bây giờ mình ngày mình ăn một bữa, không? Rồi bắt đầu tới chiều mình coi cái bụng mình đói không? Thôi mình mới nói, tao ăn bữa một ngày nay cái bộ tao ăn hoài, sao mà mày đói? Mày đừng có đói nha, mày chết mày nha. Con cứ tìm cách, con không có làm theo nó mà con cứ rầy nó. Như vậy là con tập ly dục ăn. Rồi con tập ngủ. Mà bây giờ tới cái giờ nó cứ ngồi không, nó dễ buồn ngủ. Mình làm gì thì nó buồn ngủ, chứ mà ngồi không nó buồn ngủ dễ lắm. Thấy nó buồn ngủ, nó gục mình đó. Thì mày cũng tỉnh, có một ngày tu tập thôi mà mày cũng dậy nữa, lười biếng gì dữ vậy? Tao đi kinh hành cho mày coi nha, tao đi cho mày biết. Con cứ đi tới đi lui mà không cần tập trung, mà chỉ động thân đi thôi, chứ con tập trung sẽ bị nặng đầu á. Con hiểu không? Nếu mình đi, mình biết mình đi, coi chừng mình gom tâm, mình bị nặng đầu. Bởi vì thần kinh của con á, nó sẽ bị căng khi mà con tập trung. Thay vì con ngồi con quán thân bất tịnh, tức là định vô lậu chứ gì, con ngồi con tư duy suy nghĩ còn nặng đầu kia mà. Đúng là con tu cái đó nó sai. Thay vì con phải tu ngắn lại, thay vì bây giờ đó, con tu một cái thời công phu á, nó ba lần con tác ý, phải không? Mà bây giờ nó con thêm vào để mà con tư duy nó dài ra đó, thì cái thời gian nó phải dài ra rồi, thì con phải tu có hai lần thôi. Con lại giữ ba lần nữa, cho nên cái thời gian dài con bị nặng đầu. Con giữ lại hai lần, mà hai lần con chỉ giữ lại một lần, trong khi đó con đưa ra cái đề tài con quán thêm, tức là định vô lậu nữa. Thì như vậy con tu ít như vậy nó vừa phải với con, thì con không bị cái trường hợp đó đâu. Con hiểu không? Phần này con muốn giữ luôn cả ba lần như vậy nó dài quá, mà con lại đưa thêm ở trong đó nữa, cho nên bắt buộc con phải tư duy và đồng thời nó có sự liên tục. Và vừa tu cái này rồi có bắt đầu qua cái pháp khác, nó đâu có nghỉ. Cho nên con coi như là con tu tuy là nhiều pháp nhưng mà vẫn bắt buộc nó phải làm việc quá trời, nó không có chỗ nào mà nó nghỉ được. Nó tức con, nó phải căng đầu con chứ sao. Chứ con làm con cho nó nghỉ thì nó khỏe quá mà. Con chổng cua con cuốc đất hơi, con cuốc đất rồi con súng xuống, con nói bây giờ tao không cuốc đất nữa, cuốc đất mệt thôi, giờ tao khum tao cấy. Tao cấy rồi đàng hoàng rồi, bắt đầu con nói thôi giờ tao không cấy nữa, cấy nữa đau lưng, tao không thèm cấy nữa, mà tao lợi tao đi nhổ củ mì, tao lột vỏ và tao nhổ khoai lang về. Rồi bắt đầu về rồi thôi tao cũng không nghỉ được nữa, mà tao lo tao nấu, tao rửa rồi tao nấu, con làm những công việc khác nhưng mà con làm hoài con không có chỗ nào con nghỉ, thì như vậy là con phải bệnh chứ sao. Ít ra trong cái sự tu tập á, mình phải có cái thời gian nghỉ ngơi. Không, bây giờ con tu cái pháp này rồi, con nghĩ mà con tập thấy nó lại còn căng đầu, con lại lui nó lại cho nó thích nghi. Bởi vì thầy nói cái phương pháp tập của Phật nó vừa thích nghi cái thân mà vừa thích thôi cái gì. Bởi vì đó là cách thức mình tham tu, chứ không phải không ham, nhưng mà lại tham quá nó còn sai, tham lắm. Bởi vì con nói con tham lớn, tham nhiều cho nên như vậy mà nó bệnh nhiều cũng phải. Cho nên ở đây thầy nói khi mà gần thầy á, thầy xem từng cái đặc tướng tu tập, thầy bảo tu như thế nào thì tu như thế nấy, đừng có vội tu cái gì lung tung hết. Ví dụ như thầy bảo con tu á, như bây giờ thí dụ gần ngày thầy bảo không có tu quán gì hết, cứ tập đi 20 bước, thở 5 hơi thở, ngồi xuống thở 5 hơi thở rồi nghỉ, rồi chút nữa đi lại 20 bước rồi ngồi xuống thở 5 hơi thở. Ngày làm hoài vậy mà vừa làm vừa nghỉ, vừa làm vừa nghỉ, chứ đừng có nghỉ mà ngồi đó tập trung quán tư duy cái này cái kia nữa, thì coi như là con tu nữa thôi chết thầy rồi. Tu vậy nó căng thần kinh con. Thay vì bây giờ con tu nghĩa là cái pháp đó để cho nó thích nghi cho được với cái pháp này đã. Nghĩa là vừa xả nghĩ để cho nó thích nghi, đặng cho đừng có căng mình như vậy. Còn này con xả nghĩ thì con tu về cái pháp nha. Còn nghe cuốc đất đã rồi, cái bắt đầu cái khung nhổ cỏ đã rồi, cây lúa rồi, cái nhổ khoai về rồi, cái lo rửa rồi, cái bỏ nồi lặt nấu rồi cái ngồi ăn. Lúc nào nó cũng bận rộn như vậy là chịu sao cho nổi. Không có được giờ nào nghỉ. Trừ đã có ăn rồi đó bắt đầu mới đi nghỉ xuống. Nó còn cho nhiều quá đâu rồi nữa, không có chỗ nào. Cho nên ở đây thầy không có bảo mấy con tu nhiều, mà tu ít chất lượng. Bởi vì mình tu không tu thôi, chứ tu có chất lượng. Không tu cần nhiều hơi thở, mà chỉ một hơi thở thôi, mà một hơi thở có chất lượng, mà nó không căng đầu không gì hết. Và là một ngày con tu chừng một lần hơi thở cũng quý hơn là con tu 10 lần hơi thở. Mà một hơi thở rất chín chắn, thở một hơi thở dùng dụng đúng cách, thì hơn hơi thở thứ hai mà con tăng lên hơi thở thứ hai, thì hai hơi thở nó giống nhau như hệt. Rồi hơi thở thứ ba, một tháng tu tập thì con thấy được 5 hơi thở, mà hơi thở này chất lượng cũng như là hột lúa chắc, không có lép chỗ nào trong đó hết. Đó là con tu đúng thôi. Mà tu thấy như vừa tu vừa chơi, mà nó sướng vô cùng, là nó thiệt là hạnh phúc lắm. Cho nên tôi ít mà kết quả rất lớn.
còn từ đó mình cứ tăng dần lên là thích nghi, cơ thể nó sẽ thích nghi với cái hết, và cái thần kinh của mình nó cũng thích nghi, cho nên mình ức chế mà không bị ức chế. Vì vậy mà Đức Phật nó chế người tâm chứ không phải là ức chế. Còn con làm thẳng thừng nó căng cũng như dây đờn, mà căng thẳng quá nó làm cái đinh. Thì lúc bây giờ con đứt mạch máu não rồi, lúc bây giờ chỉ còn cái nứt màng đó chứ không cách nào khác hơn hết. Cho nên tu mà không có thầy hữu tri thức thì nguy hiểm vô cùng. Đó trường hợp con mà bỏ con. Vừa rồi ở Phú Yên cũng có một cái người vào đây, cái chú này vào đây, chú cũng tính nỗ lực tu vài bữa cho làm A-la-hán cho nó xong. Chú làm triết, bắt đầu chú hồi sáng hôm qua chú gặp thầy, còn ốm quá, bây giờ con tu còn ngán quá thầy. Nó đánh gì buồn ngủ, nó lu bù, nó làm mệt mỏi lười biếng, bây giờ thắng hết nổi rồi, bây giờ không còn sức lực nào mà thắng. Bị thì hồi đầu mà ăn vô mấy ngày đầu làm dữ trời. Rồi sau đó nó sức khỏe nó hết rồi, bắt đầu nó quật trở lại, bắt đầu bây giờ đâu còn cách nào mà tu nổi nữa. Thôi nói cho mình thứ trước mình cách vô. Bởi vì coi chứ sự tu tập của các con dụng công rất nhiều chứ không phải ít. Coi vậy chứ mình dụng công chứ không phải là mình ngồi chơi được đâu. Nhưng mà nó thường thường cái gì cái tu tập chứ cái vấn đề đó là cái vấn đề làm việc rất lớn. Người đời người ta làm việc chứ người ta cái đầu người ta nó còn nghĩ ngợi cái này cái kia, mặc dù người ta thích đất gì cái này người ta còn nghĩ cái này. Còn mình bắt ảnh đó làm theo mình không à, không có cho làm cái khác, không có nghĩ khác. Nó cũng tức mình ở trong đó lắm nhưng mà nó chưa có nói được. Mà chừng mà nó thấy rằng nó phản công được, nó cho mày chết ở đó mày bắt. Nói cho nên mấy con là bị nó đấu tranh trở lại không có gì hết. Cho nên ở đây gần chuyện hữu tri thức là nhờ người ta dạy mình từng bước, biết lúc nào chắc. Để lỡ nó té rồi nó ngán lắm, nó té xuống mà đứng dậy đứng hết cũng nổi đó. Hầu hết đó, là có một số người về đây tham lắm, vô cái nghe pháp tinh hành niệm ôm dưỡng liền để cho có 10 thần lực, để nhau là chứng quả A-la-hán bay trên trời ngồi chơi cho khỏe. Nhưng mà không ngờ bay trời cũng được mà nó ngồi nó lết xuống đất. Chừng đó hết tu nổi phải bỏ cuộc lại ra rồi. Đó như vậy. Cho nên bây giờ con phải chuẩn bị sửa lợi đi, phải biết tu cho đúng cách. Bởi vì Đức Phật ví dụ như sự Di Đà, chừng quán thì không thành âm, mà thẳng quá thì không được. Mình tu tập cũng như vậy, chứ không phải là thấy pháp nhiều quá trời ơi pháp nào cũng tu ngon quá, ôm pháp này ôm cái pháp kia các ý lia lịa đủ thứ hết, làm việc tối ngày trời rồi phải làm siêng năng. Nó siêng năng con lúc rồi sau đó nó lười biếng, nó bây giờ nó hết muốn làm rồi. Bây giờ có lý do mà đánh nó cũng làm dạ, nó không thèm đứng dậy nó làm đâu. Thầy nói thiệt, chừng mà nó biến rồi, chừng mà nó hết sức nó làm rồi. Nó còn muốn gì nó không làm, nó ngồi nó không thèm làm gì nữa. Nó chống lại đó, cái thân cái tâm của mình nó kỳ lắm chị, chứ nó cứng đầu ghê gớm. Cho nên Đức Phật nói thân không phải là ta, không phải của ta, không phải là bản ngã của ta. Cho nên tới chừng mà nó không chịu nghe mình rồi thì mình không có làm gì sai nữa được. Nó khó lắm, cả còn thấy cái chướng nó ngủ à. Mày đừng ngủ, dễ mà nó cũng không à. Mà đi nó đá chân này đá chân kia mà biểu nó ngủ nó cũng nó biểu nó thức nó cũng thức, nó khó lắm cho nên phải dễ. Còn ai vậy chứ mình có thân chứ không có ai đâu á, không phải của mình. Bảo nó không nghe, nó muốn ăn á mà mình không cho nó ăn á nó tức tối lắm, cho nên không phải không đâu. Nó làm thế này thế khác để cho mình ăn chứ đâu phải dễ đâu. Mình không cho nó ăn cái bắt đầu nó xui ruột, nó làm sốt ruột, nó làm thôi rồi nó làm chấm mà. Nếu như mình nghĩ là chết thì mất bệnh thì chắc chết. Thôi đi làm miếng chén cháo rồi đi cho nó khỏe rồi. Nó làm như vậy chứ nó phản công, nó đánh mình á, nó làm cho mình sợ. Sai, con tu sai pháp. Bởi vì cái pháp định niệm hơi thở đó thì đầu tiên hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, đó là cách thức nhiếp tâm trong hơi thở, còn hiểu không? Đó là nhiếp tâm hơi thở. Bây giờ nhiếp tâm được trong hơi thở rồi thì nó có một cái tụ điểm chỗ tập trung của nó, cho nên Đức Phật mới dời cái tụ điểm đó, không có cho chúng ta tập trung trong cái tụ điểm đó nữa. Cho nên sau khi mà chúng ta tu 30 phút của nhiếp tâm trong hơi thở của cái đề mục thứ nhất mà nhiếp tâm trong 30 phút thấy không có một cái niệm nào khởi, tức là chế ngự tâm chứ chưa phải ức chế. Bị ức chế nó sẽ có hiện ra cái tướng trạng định của tưởng, còn bây giờ nó chưa có gì hết mà trong 30 phút chưa có hiện ra. Mà nếu 30 phút mà nó đã hiện ra một tướng trạng tưởng nào đó, nó thấy hình ảnh người hoặc nó nghe âm thanh trong tai nó là mình lui lại 20 phút, không được 30 phút. Mà nếu 20 phút vẫn còn có âm thanh sắc tướng tưởng hiện ra thì lui lại 10 phút. Mà nếu còn nữa còn có 5 phút mà thôi. Nghĩa là đừng có cho nó hiện ra cái tướng tưởng, là mình nhiếp tâm được trong hơi thở. Không được, bởi vì con tu sai cái chỗ đó.
là vì cái chỗ mà hơi thở, là thầy muốn nói nhắc lại cái đề tài về mục đầu của hơi thở là mục đích nhiếp tâm, rồi an trú tâm cho được ở trong cái hơi thở, cho nên an tịnh thân hành của biết hữu vô, an tịnh thân hành của biết hữu tha, nương vào hơi thở mà thân của mình phải an ổn. Mà khi an ổn được rồi, rồi bây giờ tâm an ổn được rồi, tức là phải có cái trạng thái an ổn, tức là con sẽ an trú được trong hơi thở của tâm và của thân. Con hiểu chỗ an trú chưa? Mà con chưa đạt được cái sự an trú đó, con lại tu tới cái đề mục quán ly tham tôi biết hữu vô, rồi bắt đầu đó, cái câu nói của người ta tác ý như vậy, nó ngắn, nó vừa với hơi thở, thì con lại con đưa cái định vô lậu vô, con tư duy cái câu đó tham như thế này thế khác, nó làm sao mà cái hơi thở con cho đủ với cái chỗ mà con tư duy không. Cho nên vì vậy mà con đã sai. Sai thứ nhất là sai cái pháp tu. Sai thứ hai là câu hữu không đúng cách. Câu hữu là kết hợp với định vô lậu trong hơi thở, thành ra cái pháp quán. Còn chữ quán ly tham có nghĩa là cái câu tác ý thôi, chứ không có phải là quán. Tác ý để làm cho nó, khi mình an trú trong đó, cái tâm mình muốn cho cái tâm tham của mình ly, tức là nó ly cái triền cái của nó, cái tham triền cái của nó, chứ không phải là tham kiết sử. Con hiểu không? Cho nên cái mục đích nhắc như vậy là có nghĩa là cái tham này nó phải đi đi, chứ nó không có được ở trong tâm nữa thôi. Nhưng mà nhờ an trú cho nên cái tham đó nó lìa ra. Con hiểu không? Nhờ mình an trú được trong hơi thở. Còn bây giờ con nhiếp vừa nhiếp hơi thở mà cái trạng thái kết quả của con là 6 cái đề mục đầu tiên chưa đạt được kết quả, chỉ đi luôn cho hết 18 cái đề mục này, rồi quán ly tham, quán vô ngã, quán từ bỏ gì đủ thứ hết, nhưng mà cái kết quả của những đề mục đó chưa có cái kết quả nào chắc ăn hết. Rồi à, bây giờ diệt cái tham như thế này để thầy chỉ cho con diệt được cái đề mục này. Con thấy bây giờ cái tâm con nó tham ăn, con thấy nó bây giờ nó muốn ăn cái gì, bắt đầu con mới tác ý, con an trú được trong hơi thở rồi chứ gì, thì con sẽ tác ý là quán ly tham tôi biết hữu vô, quán ly tham tôi biết hữu tha, con chỉ tác ý như vậy thôi, thì cái nó hết muốn, nó không còn muốn ăn nữa. Nó mắc an trú ở trong hơi thở, nó làm sao nó nhớ nó ăn được nữa, cho nên nó ly cái tham của con rồi. Con hiểu không? Bây giờ là quán ly sân gì, con đang thấy nó nghẹn cổ con nè, phải không? Nó tức nè, nó nghẹn cổ con, rõ ràng nó đang nó không chịu, nó không chịu hết chân nè. Thì bắt đầu con ngồi, con nương vào hơi thở, con nhiếp tâm vô hơi thở, con an trú trong hơi thở, con mới nhắc quán ly sân tôi biết tôi thấy vô, quán ly sân tôi biết tôi thấy ra. Khi đó con an trong đó rồi, con đâu có thấy sân nữa, hết nó nghẹn cổ con, nó hết liền à. Đây cái pháp là cái pháp đối trị, đối trị của cái chướng ngại pháp, cái ác pháp nó đang bị chướng ngại, chứ không phải ngồi đó mà để tư duy quán cái tham của mình, để cho mình thâm sâu để mình xả cái tham. Không phải, đây là mục đích đối trị với cái ác pháp nó đang tác động trên tâm, trên thân của con. Con hiểu chưa? Đó là cái pháp định niệm hơi thở, là nó có mục đích là như vậy thôi. Còn bây giờ con lại câu hữu với cái định vô lậu, con quán ly tham, rồi con ngồi con tư duy ly tham, trở cái hơi thở con không biết là bao nhiêu hơi thở nó mới có được cái khoảng thời gian mà con ly, con tư duy cái chỗ tham của con. À, nên vậy là con sẽ sai mất rồi, nó không có đúng đâu. Cho nên đó là con câu hữu nó không có đúng với cái pháp của định niệm hơi thở. Còn bây giờ đó, con thấy như thế này, con tu hơi thở, rồi con câu hữu với pháp vô lậu này, định vô lậu này. Thì con đang hít thở, hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra gì. Bây giờ đó, con đang tu biết ra biết vô, con đang an trú ở trong hơi thở gì. Con đang quán, bây giờ con đang quán tới cái đề mục. Ví dụ như cái đề mục quán ly sân tôi biết tôi hít vô, hay quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi hít vô, tôi thở ra gì. Bỗng dưng nó có một cái niệm, cái niệm đó, chứ không phải là cái chỗ mà con quán tham quán sân mà con đưa cái đề tài tham sân mà con mổ xẻ trong đó không có được. Cái câu của người ta để cho mình ngầm mình tác ý, để cho nó phá vỡ những cái triền cái tham sân si của nó thôi, nó ngầm nó phá thôi. Còn này con đem mổ xẻ nó thì không được, nó mổ xẻ là như thế này. Con câu hữu cho đúng cách, bây giờ con đang hít vô thở ra và con đang tác ý quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham biết thở ra. Bỗng dưng trong đầu con nó khởi ra một cái niệm, một cái niệm là bây giờ cái niệm đó nó tham cái gì đó, phải không? Cho nên bây giờ thí dụ đặt thành vấn đề tham sắc dục đi, thì con mới đưa cái niệm sắc dục ra, con mới quán bất tịnh nó đi để con nhàm chán cái gì. Thì bây giờ đó con mới không có nương vào hơi thở, mà con ngồi đó con tu định vô lậu, con mới suy nghĩ chứ con không có nương hơi thở nữa. Tôi dừng cái hơi thở, tôi lợi cái pháp hơi thở tôi dừng lại. Bây giờ tôi đưa cái đề tài của cái niệm ở trong đầu tôi nó khởi ra nè, tôi đưa cái đề tài đó mà tôi muốn mổ xẻ, tôi quán. Chừng nào mà tôi thấy tôi nhàm chán nó rồi, cái tâm tôi nó hết cái đó rồi, nó không còn tham nữa, thì xả tôi đứng dậy. Mà nếu còn giờ thì tôi bắt đầu tôi hít thở lại, mà nếu hết giờ thì tôi xả tôi nghỉ luôn. Còn hiểu chỗ đó, tôi hiểu mới đúng, chứ không phải là con
con vừa tư duy, con vừa quán cái tham của cái câu mà con tác ý á, thì như vậy nó trật pháp mất đi. Con hiểu không? Tu hữu là tại vì có cái niệm khác nó xen vô, rồi bắt buộc mình để đưa cái đề tài của cái niệm đó mà mình dừng cái pháp này mà tu tập cái định khác, gọi là câu hữu giữa hai pháp, chứ không phải là cài hai pháp với nhau mà tu kiểu này không có được.